Chào với cảnh, chào cả nhà nhá. Nay bán cho chị hai cái mộc hương ta hoa vàng đây, mộc văn giang yên này. Cái mộc nó còn nhỏ đây, cái mộc văn giang nha các bạn nhé, mộc chuẩn ta hoa vàng luôn, cái mộc chân dài nhé. Nhìn này xa này. Cao cái này, cao 37, 36, 37 bạn. Nó cớm chỗ này nên là cao. Đấy. Hương ta hoa vàng. Một văn giang thế này, mua văn giang và trồng ấy. Này chắc được rồi. Cái này vanh chỗ này 19 các bạn nhé. Vanh 19. Vanh thân đi 19 này. Chuẩn 19 nhé. Thoát chuẩn 15. Đến chỗ này là 75 phân. Cây cao 3m6. Tán thì không rộng lắm. Ra kéo tán này ra này, nó khác ra này các bạn này. Đây gia đình cứ để nó mua cớm này. Cớm mình gò cái tán ra chân dài đấy các bạn ạ. Thân không được luộc lắm nhưng mà chân dài, vanh 19, thoát 75, cây cao 36, tán thì hơi kém tí. Cái này về ta phải nuôi tán thôi. Những cây chân 1 thì bao dạng thế. Giờ về phải gò tán nuôi. Đấy, cây thứ nhất nhé, bán cả đôi luôn. Đấy. Cái này phải kéo tán về. Cây thứ hai đây, cây thứ hai tán rất là đẹp, thoát rất là tán đẹp. Cây mộc hương chuẩn bị làm nhà đây này, chuyển. Cây thứ hai này chơi bonsai đẹp, mình tán đây. Các bạn nhìn mộc nó chuẩn này. Này, tán này rất là đẹp, những cây nó thấp thì tán nó đẹp. Đấy, vài mộc chuẩn xịn sò luôn các bạn. Đấy, độc mua một con giang nghiền hết đấy các bạn. Đấy. Thơm lắm. Cây này nên chậu đẹp. Cây này về vanh gốc thì chuẩn 20. Thoát thì chuẩn 20, thoát cũng 20, vanh 20, thoát 20, đóng 3 cành, đấy, đóng 3 cành, tam bộ đóng 3 này. Tam đa đấy. Cái này cao khoảng 20 rưỡi nhỉ. Chị ơi, em nhờ chị tí. Đây chị cầm cái thước đo, em vừa đo quên bố này, bố này. Chị đo cao từ gốc lên ngọn cái cho nó chuẩn xác, mình bán hàng trên mạng này. Đây chị dùng cái thước này chị đo em từ gốc lên cái ngọn cao nhất là bao nhiêu cái này. Em vừa đo em nhớ quên. Em kéo ra. Kéo ra. Vâng. Đấy. Đo thì
chị cho cái ngọn lên trên đấy. Đúng rồi, cứ cứ vào kéo đấy, cứ đẩy lên, cứ thước nó cứng mà. Nữa lên, đẩy nữa lên, đẩy ngọn cao nhé. Rồi cứ đẩy nữa lên, đẩy thước lên. Rồi chị kéo đất đi, rồi kéo đất cái chỗ đấy. Rồi tầm đấy nữa lên, chị nhìn cái thước ở dưới rồi, nhìn cái thước ở dưới đó bao nhiêu này em khắc đoán được. Bao nhiêu là bà mắt loà chả nhìn thấy đây này, bao nhiêu? 2m3. Rồi rồi, chị cầm kia cái tán này xem, chị cầm hết ở đằng kia em xem, tán này rộng, chị kéo răng thẳng lên chỗ kia, cái tán này nữa đi, rồi rồi, tán 2m, không không, kéo, tán 2m2 thôi, rồi rồi rồi, cao 22, tán 22, rồi rồi rồi, tán 2m này, rồi, tán rất là tròn các bạn nhé, cây này chỉ tán đấy cái cây những cây thoát thân thớt thì bắt đầu răm nó cũng đẹp như này. Cây này cho ăn chậu đẹp. Đấy, hoa xúc xích, một con răng hiền. Này cho chậu kìa. Vành 20, thoát 20, cao 2m2. Tán khoảng 2m, dày dày răm dày. Rồi. Chuẩn bị làm nhà nhé. Đấy, bạn này đang bán nhé. Rồi thì. Đấy, cái này chị báo giá là 12 triệu lên xe. Đấy, nào thích thì điện alo có thương lượng. Nha. Rồi đăng ký nha, chào cả nhà nha.